Yeah. Nổi loạn thì mới nổi loạn. Cũng như các bạn của em bè. Không, tớ chả chơi. Ai à, ghê vậy nhỉ? Ai à, vậy dạy kịch nhé. Đợi cậu kế vợ ấy. Phên phán cưới. Sao lại đợi cậu cưới vợ lên phá đóng cửa ấy? Lên hát bài à? Bài gì? Vợ người ta à? Bánh thì ăn, bia thì uống. Phê vợ. Phê vợ. Người ta bảo là thăm nhà thì mình là phê vợ. Biết tao ngà đâu? Bố mẹ nói chả làm nào, thức lên cậu xả cho chết. Bây giờ chả lẽ ngồi cãi bố mẹ. Cãi bố mẹ. Sao được? Đúng không? Cháu tuổi. Đúng không? Bố mẹ. Ra được. Đấy. Đấy, lúc này đây nó gọi là được nói ra những gì mình nghĩ đúng không? Đúng. Ở nhà phải kìm nén không nói được, bây giờ nói chung là được được ngày lên nữa hơi bị ngoan. đây nó gọi là tâm lý giới trẻ đấy đúng không? Hả? Tạo tâm lý giới trẻ. Đúng không? Chả thế. Tuổi tin. À. Tuổi tin không phải tâm lý chứ chị. Bố mẹ nói nó gọi là gì nhỉ? Có cái chương trình nó gọi là ngược hướng à? Đúng không? Nó bảo là thiếu niên nói. Đấy kiểu ý là nói chung là lứa tuổi này ạ, à, ai cũng như thế thôi. Nói chung hết. Mà đã chán đời ạ. Che ơi, che đời im. Mở lên phóng tè đè. Bắt đầu. Đi ra khỏi nhà chơi tối về. Rồi. Tình đấy.